Chương hai. Vậy, hãy con hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Giêsu Christ mà làm cho mình mạnh mẽ. Những điều con đã nghe nơi ta trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác, hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Giêsu Christ, khi một người đi ra trận thì chẳng còn lấy việc đời lụy mình, làm vậy đặng đẹp lòng kẻ chiêu mộ mình. Cũng một lẽ đó, người đấu sức trong diễn trường chỉ đấu nhau theo luật lệ thì mới được mão triều thiên. Người cày ruộng đã khó nhọc thì phải trước nhất được thâu hoa lời. Hãy hiểu rõ điều ta nói cho con và chính Chúa sẽ ban sự khôn ngoan cho con trong mọi việc. Hãy nhớ rằng Đức Chúa Giêsu Christ sanh ra bởi dòng vua David và từ kẻ chết sống lại theo như tin lành của ta vì tin lành đó mà ta chịu khổ rất đổi bị trói như người phạm tội nhưng đạo của đức chúa trời không hề bị trói đâu vậy nên ta vì cớ những người được chọn mà chịu hết mọi sự hầu cho họ cũng được sự cứu trong đức chúa giêsu christ với sự vinh hiển đời đời lời này chắc chắn lắm biết bằng chúng ta chết với ngài thì cũng sẽ sống với ngài lại nếu chúng ta chịu thử thách nổi thì sẽ cùng Ngài đồng trị. Nếu chúng ta chối Ngài, thì Ngài cũng sẽ chối chúng ta. Nếu chúng ta không thành tín xong Ngài vẫn thành tín vì Ngài không thể tự chối mình được. Này là điều con hãy nhắc lại và răng bảo trước mặt Đức Chúa Trời rằng phải tránh sự cãi lẫy về lời nói. Sự đó thật là vô dụng, chỉ hại cho kẻ nghe mà thôi. Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật nhưng phải bỏ những lời hư không phàm tục vì những kẻ giữ điều đó càng sai lạc luôn trong đường không tin kính và lời nói của họ như chùm bao ăn lan khi mê và phi thật như thế họ xây bỏ lẽ thật nói rằng sự sống lại đã đến rồi mà phá đổ đức tin của một vài người cách như vậy tuy vậy nền bền vững của Đức Chúa Trời đã đặt vẫn còn nguyên. Có mấy lời như ấn đóng rằng, chú biết kẻ thuộc về Ngài, lại rằng phòng người kêu cầu danh chúa thì phải tránh khỏi sự gian ác. Trong một nhà lớn, không những có bình vàng, bình bạc mà thôi, cũng có cái bằng gỗ, bằng đất nữa, thứ thì dùng việc sang, thứ thì dùng việc hèn. Vậy, Ai giữ mình cho khỏi những điều ô uế đó thì sẽ như cái bình quý trọng, làm của thánh có ích cho chủ mình và sẵn sàng cho mọi việc lành. Cũng hãy tránh khỏi tình dục trai trẻ mà tìm những điều công bình, đức tin, yêu thương, hòa thuận với kẻ lấy lòng tin sạch kêu cầu Chúa. Hãy cự những lời biện luận điên dại và trái lẽ vì biết rằng chỉ sanh ra điều tranh cạnh mà thôi. vả tôi tớ của chúa không nên ưa sự tranh cạnh nhưng phải ở tử tế với mọi người có tài dạy dỗ nhịn nhục dùng cách mềm mại mà sửa dạy những kẻ chống trả mong rằng đức chúa trời ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật và họ tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới ma quỷ vì đã bị ma quỷ bắt lấy đặng làm theo ý nó